Chào cả nhà. Thì hôm nay có nhận được cái thông tin của cái trường hợp mà cô chú ở đây ở chỗ phường 16 quận 8 á, thì nói cô là cô bị gì cô? Cô bị sơ cứng bì toàn thân hệ thống. Ở khai bệnh viện Gia Liễu nó nói là sơ cứng bì toàn thể. Dạ. Như giống như nó nội tạng mình nó có thể cứng lúc nào mình không biết. Rồi với gì nữa? Với lại bệnh bị bệnh thận á. Dạ. Bây giờ ý là họ mới vô mổ, giờ mổ được hai. Bị gì? Thận là bị thận bị gì cô? Sạn thận. Sạn sỏi thận á hả? Sỏi thận ứ. Dạ. Ừ. Cấp độ 2 đợt 1, giờ đợt 2 là đi mổ luôn mà. Vậy đó. Dạ, rồi là rồi cô là bị thận với bị cô nói bị sơ gì đó. Sơ rồi à, còn chồng là chú là bị tai biến hả cô? Tai biến. Dạ đây, chú này cả nhà. Chú bị đột quỵ tai biến mà bây giờ nó đỡ hơn rồi mà. Đỡ rồi. Hai vợ chồng đi bán vé số. Đi bán vé số. Lo cho con gái học lớp 12. Đang học. Dạ. Đang học dán cho nó năm nay nữa. Rồi cho con hỏi chú, cho con hỏi chú tên gì chú? Tên Nguyễn. Phạm gì? Nó nhớ mà. Tên cô biết tên không? Phạm Văn Nguyễn. Phạm Văn Nguyễn. Dạ. Ông lúc nhớ lúc vậy đó. Vậy hả? Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi chú? Năm nay là 58. 58 tuổi. Chú bị tai biến mấy năm rồi? Nay là cũng như là 55 rồi, 55. 5 năm. 5 năm rồi. Dạ. Sáu năm rồi. Hồi đó chú đi làm gì chú? Trước hồ. Đi làm hồ. Dạ. Rồi xong. Sau này thì giờ cái ấy luôn giờ đi bán thôi chứ nó bữa mình không nhớ luôn khổ vậy. Chứ vậy hả? Hên cái là đi được nghe, con còn năm chỗ còn chết. Dạ. À, chú, đi... Ngày chú bán được bao nhiêu tờ chú? Có 120 cả loại. 120, vậy là 120 là chi phí cả gia đình luôn. Mấy tháng này luôn. Dạ. Okay. Có chị thì đã, có cô thì cô. Nhờ đây cũng quen, mỗi ngày tháng cũng đỡ, gặp một tháng rồi phải. Ở đây, cũng chết. Ý là ông nói là ở đây thì nhà trọ đỡ đó. Ở đây và nhà trọ mình thuê bao nhiêu tháng cô? Có 200 tự mình cất. À 200.000 thôi hả? Ừ, từ hồi đó em bên đây nè. Dạ. Anh em kết nghĩa giống như cô ở đó, từ đó giờ. Dạ. Quê hương xứ sở cô ở đây. Rồi em nó thấy rồi hai vợ chồng. Dạ, Sài Gòn giờ làm gì có mà 200.000. Cô ở đây bao lâu rồi? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm rồi. Nó không có lên xuống. Dạ. Nói thiệt với em là tháng giờ chưa đóng tiền. Dạ. Có 200.000 mà. 200.000 rồi điền nước bao nhiêu nữa cô? Điền nước 1 triệu mấy. Gì? Tại vì cô xài cái nhà 200 nhưng mà điện nước là 1 triệu mấy. Tại vì cô xài điện ngoài. Dạ. Cô xài điện ngoài. Với nó hao cái nước là có cái nước tủ lạnh hổm mà nhỏ em á. Dạ. Nó ở sớm này nó đằng kia kìa, nó bán cho 500.000. Dạ. Lúc đó cô bán cơm gà, cô thấy vậy đang cô mua về cô giọng nước đá đó. Rồi con hiểu rồi. Dạ. chứ cái gì đâu, đồ toàn là giờ người ta cho không à. Rồi cô có đi bán vé số không? Trời ơi, cô nói là hồi đó cô bán cơm, dạ. Bán trường học. Xong rồi cái bắt đầu cô bệnh hoài, cô nhập viện 2 năm rồi cô bệnh không à. Dạ. Rồi má cô chết nữa. Rồi cái thôi rồi con có làm gì. Rồi cái bắt đầu 1 năm rồi cô bệnh nữa. Cái cô tính làm nó thức khuya quá, bệnh hoài. Thôi bài ra bán bột chiên cũng còn chiếc xe. Dạ. Bài bán bột chiên bán có mấy bữa cái tay cứ ngắt rồi vô nhập viện nữa. Giờ nhập viện hoài rồi cứ đi tới đi lui trong bệnh viện hoài, có làm được cái gì đâu. Vậy chú bản ngày có 100 mấy tờ vé số thì tháng có 3 triệu hơn sao sống? Sao thì sống không nổi. Hôm dài nhờ nhỏ con gái nó nghỉ học á. Nó nghỉ học rồi bệnh gì nghỉ học gì cái sốt ca đi ra gì từ Tết tới. Dạ. Giờ đó. Là nó chở cô đi tới đi lui chứ không thôi. Nội mà cô muốn người ta đi khám bệnh tại giờ cô chạy xe hết được rồi. Dạ. Cái tay nó cứng quá không có lái xe được luôn. Cô cho con hỏi cô là tên trong giấy tờ là Nguyễn Thị The đấy hả cô? Đúng rồi. Là cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy cô? Năm nay cô sinh 1963, 58 tuổi. 63, 57 tuổi ha? 57, 58 rồi. Dạ. Địa chỉ của cô là bây giờ trọ là ở số 72/18 đường An Dương Vương. Không, cô ở rồi đó, ở số 72/18. Bây giờ cô trọ ở đây là 18 khu vực năng. 18? Ừ, 18 khu vực năng giống như khu rạch năng cô khu hả? Khu vực năng phường 16. Phường 16 quận 8. Ừ đúng. Dạ. Rồi tại vì mình ở trọ kế bên đây nè. Dạ. Về đây ở nói chung là ở đây tổ trưởng khu phố rồi người ta biết mình á. Dạ. Hồi đó giờ ở đây khổ rồi. Bây giờ ta mình về đây mình ở rồi thôi cũng ở đó hoài vậy thôi không. Dạ. Ai nói. Vậy đó. Rồi lâu lâu á ở từ thiện á. Dạ. Ở bên chùa đó nó cho
là 2 phiếu gạo tháng lấy 1 lần. Dạ. Tháng lấy được 10 ký, có khi tháng rưỡi lấy được 10 ký. À, cho con hỏi là à, mình có một em này thôi hả cô hả? Có, con đứa 4 mấy tuổi, 40 tuổi, 4 đứa mới sanh đó. Với hai chồng. Bé năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy cô? Bé sanh 1202 đó. 202, 18 tuổi ha. À. À. Năm nay nó học hết lớp 12. Là đang học lớp 12. Đang học còn có mấy tháng nữa. À, dịch bệnh giờ cái nghỉ giờ 2 ngày nay cô kêu không biết có đi học không là còn. Dạ. Nửa học kỳ nữa là xong. Nhiệm vụ cô dán, cô với chú dán lo cho nó lớp 12 đó. Ồ, gắn mà, lo cho bé vô đại học luôn chứ. Đúng rồi, mà cô bệnh quá. Giờ nếu mà nó có khả năng, cô có khả năng cô cho bé đi học, học mà tại sao cô không có khả năng. Dạ. Cô ham cho nó đi học lắm. Ham mà lắm nó rồi. Đúng là nó cũng ham học nữa. Trời, thế để con hỏi thăm cái bé ừ, cái này. À, cho anh hỏi em tên gì? Dạ, tên Minh Thư. Minh Thư hả? À, Minh Thư là học lớp 12. Phạm Nguyễn Minh Thư. Ừ. Em học 12 năm rồi có được có giấy khen không? Có hả? Có đủ hết luôn. Năm nào không có hay là sao? À, em học sinh gì được khá không? Dạ giỏi với khá. Giỏi luôn hả? Ồ. Vậy tốt quá. Anh vô trong nhà ngồi với anh đứng ngoài đường nó tối á. Đó là em á, dạ. Thứ 8 á nó cũng ở kế bên này. Dạ. Cũng khổ. Cha mẹ tới rồi, hết rồi em đang Thư học ở trường nào? Kiệt. Học trường Võ Văn Kiệt hả? Ừ. Trường Võ Văn Kiệt ở đoạn nào ta? Ở bên, qua cầu Lò Gốm không? Không, ở bên phường 15 đi thẳng ra đường tới xóm củi đường Nguyễn Chí Nghĩa đó này. À rồi biết rồi, dạ. Nè, thằng em cho mướn nhà nè. Rồi mỗi lần mà đi là phải qua cái cầu bên này đúng không? Đúng rồi. Cái cầu sắt này mà đi ra đường Mề Cóc rồi đúng không? Đúng rồi. À rồi rồi biết rồi đó. Nè, ngồi đi. Nhà rồi. Em vẫn sau này vẫn muốn đi học đại học chứ đúng không? Dạ, muốn nhưng mà không biết được không. Không biết được không hả? Đi học còn chưa đóng. Cuối năm 6 tháng rồi chưa đóng tiền học. 6 tháng chưa đóng tiền học. Là học kỳ 1 chưa đóng luôn hả? Chưa đóng, tại vì thầy giáo nói năm nay á là học sinh cuối, thì cuối năm mà không đóng thì coi như khỏi thi vậy thôi. Thành ra tao không có đòi. Rồi nè anh hỏi nè, em đăng ký nguyện vọng thi cái gì chưa? Thi sư phạm thôi hả? Cho nó ổn định thôi hả? Thi sư phạm sau này ra bây giờ kiếm việc hơi khó à? Thi nhà viết sinh gì? Ừ. Thích làm cô giáo hả? Nhà có hai chồng đứa con. Em học khối gì? Văn sử địa hả? Khối C hả? Xã hội. Xã hội hả? À. Rồi cái khối ba môn đó học được hết mà đúng không? Ừ. Rồi giống như nhà trường có biết hoàn cảnh gia đình mình vậy không? Dạ cũng biết. Biết hả? À, nhưng mà nhà mình có hộ nghèo không? Có cần nghèo. Cần nghèo, có được miễn giảm học phí không Thư? Giảm à, được mấy 10% á. Ừ. Với lại nhà nước cấp cho 2 cấp bảo hiểm. Dạ, cấp 2 bảo hiểm. 2 bảo hiểm. 2 vợ chồng á cô hả? 2 chồng. À. Đáng lẽ cấp cho nó mà tự nhiên vô trường đóng vô cái đóng trong trường luôn, thành ra không có tính, chứ nếu ghi tên nó vô trong đây thì người ta cũng cấp 3 cái. Dạ. Rồi đã nó hỏi Thư này, bây giờ em mong muốn gia đình sao? Dạ. À, bây giờ em mong muốn cái điều gì? Vậy là em ổn định hơn. Ổn định hả? Kinh tế ổn định hay là cái gì ổn định chứ? Kinh tế ổn định hơn. À. Rồi em có lo lắng điều gì không? Dạ giờ em xong rồi đi làm. Ừ, nói lớn lớn lên xíu, có gì đâu mà ngại không. mong đi học ra đi làm phù mè ha. Thì khi mà vào sinh viên á, thì khi đó mình có thời gian nó rảnh rỗi hơn á, học buổi mình làm thêm buổi, phù ba mẹ đỡ đần bất cái việc học á, đỡ cái học phí á, thì cũng được. Em biết tính vô sư phạm làm chưa? Nếu mà được vô sư phạm không có đóng tiền. Dạ. Không đóng tiền học. Vậy chứ còn hả? Nếu mà thi vô mấy cái ngành khác hả, đóng tiền nhiều lắm. À. Thật ra nó con nó cũng suy nghĩ chắc đó. Nhưng mà mấy cái ngành nghề đó thì sau này nó ổn định thôi. À, đó. Cái cuộc sống nó ổn định thôi. Đúng rồi. Chứ khấm khá mà lo cho ba mẹ thì hơi khó. Hơi khó. Tôi chắc gì mình học vô mình thi vô mà mình có việc làm. Đúng rồi, bây giờ ra trường giáo đúng viên rồi, là thất nghiệp nhiều lắm. Đúng rồi. Có ai tư vấn hướng nghiệp cho em không?
21 trong trường mới có tư vấn. Nhưng mà quan trọng nhất là cái sở thích, em thích cái gì nữa và em học em thích thì sau này em học nó rất là thuận lợi. Cho ví dụ người ta tư vấn cho em một cái ngành nghề mà xã hội đang cần chẳng hạn, nhưng mà khi mà em học em cảm thấy em thích cái này thì em học nó cũng rất là khó, dồn ép em học cũng rất là khó. Thì sở thích bây giờ là vẫn cứ thích làm giáo viên ha. Nó ít nói. Dạ, ít nói hả? Nó hiền, nó gì. Bạn bè thì cũng không có chơi với bạn bè nhiều. Lật đật đi học về coi mẹ sao phụ với mẹ. Vậy thôi. Các mặc cảm à? Mặc cảm. Nhiều khi nhà cửa không có, nhiều khi... Nhà mình nóng ghê cô ha. Nóng lắm. Tôn này nóng ghê luôn á. Nóng nãy mới tưới nước. Dạ, rất là nóng. Con ngồi tóc mồ hôi hết trơn. Trời ơi, cô sợ lạnh. Dạ, cô bị lạnh á hả? Vậy mà hai cái chân cô không được để tím. Tối ngủ phải mang vớ tại cái bệnh sơ cứng bì á. Nếu mà để tới thời kỳ tím á nè, cô bị tới thời kỳ thứ hai hay sao nó bị rút ngón tay cô. Mai mốt nó sẽ rút hết vậy nè. Dạ. Nó rút hết. Rồi nó tím, rồi nó cứng người, ngồi giống như là người máy vậy đó. Bác sĩ nói á, nhưng mà bởi vì phải uống thuốc đều đặn ở bệnh viện Gia Liễu. Rồi nhưng mà Gia Liễu á thì cái thuốc trong bệnh viện á thì nó một phần nào thôi, nhưng mà bác sĩ nói là phải tiêu chuẩn á, là cái thuốc đó đó là phải mua ngoài. Mà hồi lúc trước cấp mà ổng bệnh tai biến á, em biết không, rồi cô cũng bị da nuôi ổng, rồi cứng người bệnh không có lo được bệnh mình, tới chừng phát hiện bệnh mình da rồi đó là thử máu kim mà đâm ổng lủng vô cái tay là nó đã cứng rồi đó. Cái xong uống thuốc, cái bác sĩ nói là phải uống viên thuốc ở ngoài đó, là một ngày một viên, sáng một viên, chiều một viên. Mà cô dám đi bán với số, cô vừa chăm cứu ổng vừa đi bán, mà đặng mà uống thuốc rồi vừa cho con đi học. Dạ. Rồi bắt đầu mà hả chở ổng đi chăm cứu từ thiện đúng một năm đó, ổng mới đi được đó. Vừa xong cô mừng quá, bắt đầu là tới bệnh cô luôn, tới giờ luôn. Thành ra cái bệnh của cô sau này cái cô thuốc... Cái bệnh cô bây giờ sao cô? Bác sĩ nói sao? Bác sĩ nói không có trị được. Không trị được à? Thần nó không trị được à? Cái... thận thì trị được, nhưng mà bác sĩ nói về sơ cứng bì là không trị được. Sơ cứng bì không trị. Sơ cứng bì là giống như uống thuốc, giống như tới già tới chết đi. Dạ. Nhưng mà phải có thuốc ngoài, đặng nó cầm cự cái người cô nó không có sưng. Dạ. Rồi cô có được nhiều tiền cô trả ra mua thuốc ngoài, để thôi nó rút ngón tay cô lại vậy. Nó cứng lại, giờ nó tím lại là chết. Ngồi nó mà không có cái gì chứ giờ làm sao. Cô cho con hỏi, cô với chú anh em còn đông không cô? Anh em cô đông lắm, cũng 8 người. 7 anh em. Nhưng mà đó thằng này giờ thằng thứ 8 đó. Dạ. Nó cũng không có con, hai chồng con mà cũng giờ ở trọ bên đây khổ nè. À, anh em ở vòng vòng đây hết hả cô hả? Không, cũng ở xa. Giờ có bà chị cũng lên bán từ về quê, bán sáng lên về quê. Nhỏ em thì nó ở bên vườn 15. Dạ. Nhưng bà chị thì ở vườn 16. Dạ. Mà bệnh tim hoài, lo cho hai thằng con, chồng chết rồi con nhỏ lo cho hai thằng con đi học. Nói đúng, bà cũng dáng bà lo lên tới học đại học rồi. Hiện giờ bà sức khỏe là coi như hết. Vậy chú sao cô? Thì chú là coi như còn mình, ổng còn có một tờ giấy chứng minh lụng lưng thôi. Vậy thôi hả? Cha mẹ chết hết. Dạ. Rồi. Ổng có mình ổng rồi. Giờ ổng không có làm gì được luôn. Dạ. Coi như là hả, không còn gì cháu. Giờ ổng có sợ tờ giấy chứng minh lên đây rồi kéo vô cái hộ khẩu cô đang mua giấy bảo hiểm đó. Cô mình có số điện thoại không cô? Có. Ừ. Số điện thoại của mẹ đâu Tư? Không nhớ, để con nó đọc. Dạ. Có phải số này không Thư? Thư. Đúng rồi, số này không em? Số này á. Số của đúng rồi. À, đây là số của cô The này cả nhà. Ví dụ ai muốn gọi điện hỏi thăm cô thì gọi. Tại con công bố số này cái nha cô ha. Mọi người có thể gọi điện hỏi thăm cô ha. Đúng rồi. Dạ. Thì ai muốn gọi điện hỏi thăm cô The thì cái số điện thoại là 089 647 5865. Đó, thì cô The sẽ bắt máy để mà hỏi thăm. Còn cái địa chỉ cô nói hồi nãy cô nói thì mà cũng hơi khó kiếm là, nhưng mà mọi người có thể là gọi điện cho cô thì cô dẫn đường vô qua bên chợ Phú Đình đó cả nhà. Chợ Phú Đình là phường 16 quận 8 á, người ta hỏi người ta chợ Phú Đình là người ta chị à. Đúng rồi. Cô ở phía sau chợ Phú Đình đó thì cô qua đó. À. Dạ thì mọi người có thể hỏi. Cô có câu hỏi này, cô bây giờ cô mong muốn cho bé Thư sao cô? Trời ơi, cô mong muốn cho bé Thư á là nó được học tới nơi tới chốn, mà thực sự là cô lo không nổi á.
thật sự là cô lo nổi, tại giờ cô với chú bệnh hoài à, chứ nếu mà khỏe thì chắc cũng cầm cự lo được, nhưng mà giờ bệnh quá tối ngày cứ đi nhập viện nha. Hồi tháng rồi đó, trời ơi, mấy xóm người xóm đây nè, yeah, người ta gom góp mạnh thường quân đó, người 100, 500, 200 là gia cô đóng tiền mổ là đợt một là cái tấm này nè, mới xuất viện này có phẫu thuật mổ cái gì vậy cô? Thì thận đó. Mổ thận, sỏi thận á hả? Ừ. Dạ. Tại vì cái ca mổ của cô khó, cái này là nó tán sỏi trước. Vậy là cái này lâu là thận nó tái phát trở lại là đi mổ tiếp hả? Không. Cái hôm bữa đó là mổ ở đây, xong rồi bác sĩ mổ lãnh cái ca mổ của mình, cái ổng đi Mỹ. Yeah. Ông nói là thôi về bà dưỡng sức khỏe đi, rồi về tôi mổ lại đợt hai cho bà. Yeah. Đợt đầu thì tôi tán, cái đợt sau cái da corona để 1 tháng mà cái ống nó gắn vô cái ống trong cô, trong cái bụng á. Dạ. Thì chưa mổ luôn. Trong vòng 1 tháng á, 2 tháng không lấy da nó dính. Hôm bữa cô thấy hai mấy ngày rồi mà sao ổng không về, mà cô đau quá, cô bị đi tiểu gắt. Yeah. Không được đi, đau thật là đau, nằm ở nhà nguyên cái Tết luôn, rồi bắt đầu tới qua Tết xong cái có cái dịch bệnh này, sợ máy bay ổng không về được, mà kêu bác sĩ khác, mà bác sĩ nói cô lãnh, ông nói lãnh thì ông lãnh trách nhiệm. Yeah. Cái cô thấy vậy thôi, giờ bác sĩ cho rút cái ống ra đi. Rút ra chưa? Rồi rút da. Yeah. Rút da nhẹ, cái cô thấy khỏe. Rồi khi nào đi mổ lại cái cô? Cái cô tính đi bán giấy số chứ giờ biết làm gì. Yeah. Thấy khỏe, tính đi bán giấy số, cái tự nhiên đau quá cái chạy ra cấp cứu một lần nữa. Rồi cái bắt đầu bác sĩ kiểm tra CT rồi xong, bác sĩ mới chuyển đi ra Bình Dân, đó là chuẩn bị mổ lần nữa đó. Bây giờ là chuẩn bị mổ hả? Đó là hẹn 10 tây này nè. 10 tháng 3 cô hả? 10 tây tháng 3. Là 10 ngày nữa hả? Ừ, tại vì còn bác sĩ nói bây giờ có rảnh đó thì 3 tây này mổ, mà không rảnh thì phải để 10 tây. Mổ ở Bình Dân cô hả? Bệnh viện Bình Dân. Nó chuyển cho cô ra Bình Dân. Dạ. Bởi cái mỗi ca mổ gì tốn kém không cô? Trời ơi, ca mổ thì nói chung mình có cái bảo hiểm thì nó không có tốn bao nhiêu, nhưng mà nó cũng phải là tùy đợt cô. Tiền đi xe, tiền cô rồi 4 triệu đó. Ở An Bình là 4 triệu đó. Dạ. Mà bây giờ mình đi ra tới Bình Dân, nội đi ra Bình Dân gửi chiếc xe không 10 ngàn. Cô mổ ngoài đó ai chăm cô? Trời ơi, hổng cô mổ hả? Rồi con đi học rồi. Bé nó đi học rồi. Bé đi học chạy ra chạy vô. Tối nó ở ra cô còn săn 3 ngày. Ổng ra, ổng giữ cô mấy ngày chứ giờ đâu có ai đâu. Dạ. Rồi cái bắt đầu là coi như ở không. Dạ. À, thứ anh hỏi là học phí em mỗi năm vậy là khoảng bao nhiêu tiền? Giống như năm ngoái lớp 11 em đóng bao nhiêu? Dạ, một tháng là 420, mà một năm chắc khoảng 2 triệu mấy, 3 triệu. 420. Thì 9 tháng mà, mình học 9 tháng mà đúng không? 4 triệu mà lại có giảm. Có giảm. Còn 2 triệu mấy. À, còn 2 triệu mấy. Gì? 3 triệu mấy. À. Tại vì đầu năm là năm lớp 1, đầu năm cấp 1 là ít, mỗi lớp 11 là mẹ đóng là 1,5 triệu. Giờ cấp sau là từ 5 tháng là mẹ đóng mỗi tháng 400 mấy. Mà bây giờ chưa đóng luôn hả? Chưa đóng. Ừ. Bây giờ còn tiền bé nó muốn học thêm á. Dạ. Lúc trước học thêm á được mấy tháng. Giờ đó là mỗi tháng 500, học thêm môn toán. Rồi cái rồi lúc đó còn chị cô còn bán cái gì đó, cô còn bán bánh bột chiên đó. Yeah. Thì cô có tiền, cô nói thôi vậy con học đi, mẹ dành dụm mẹ đóng cho con. Giờ từ hôm về không có đóng, tôi nghỉ luôn. Không học thêm luôn. Không học thêm luôn. Chứ giờ sao? Giờ cô đang giàu lo là nghỉ hoài nè, đây tới 5 tháng nữa. Không sao, đâu làm gì nghỉ đâu, 5 tháng. 3 tháng rồi. Tháng 3 là đi học lại rồi mà. Không, ai biết. Rồi, em có cập nhật thông tin chưa? Khi nào đi học lại? Chắc thứ hai này đi học. Ừ, mùng 2 tháng 3 này đi học lại rồi. Mà giờ đó, giàu rồi đó. Tới hai thứ hai này đi học rồi. Bắt đầu cô mổ thuốc ngoài Bình Dân nha. Ổng đâu có đi ra ngoài. Đường đường xá không biết. Anh chị em không có nhờ được hả cô? Trời ơi, bây giờ đứa nào cũng khổ, đứa nào cũng chạy đôn chạy đáo, lo đi làm nghỉ cũng không được. Giờ mình nhờ ai? Thì mình chịu vô chổng nhờ mấy cái cô gần. Dạ. Nuôi bệnh đó để giúp đỡ chứ còn nói đúng. Cô vô nhà thương, mấy cô nó cũng dễ thương, cũng giúp qua giúp lại vậy thôi. Dạ. Cô chú bệnh tật vậy mà lo cho em nó lên tới lớp 12 mà học giỏi, mà chúc về chuẩn bị tiến vào đại học là rất là mừng luôn á. Cố gắng em, đi cô. Em biết không, cô á hả, cô có một đứa con có ước mơ, nó từ hồi lúc mà cô sanh nó ra luôn, mà nó học cứ bằng nó ngoan từ cái lớp mẫu giáo luôn. Cô dáng có tiền cho học mẫu giáo không? Giấy khen đâu hết rồi thứ. Đâu lấy giấy khen cho anh mượn coi giấy khen coi.
với khen 100 rồi nè. Dạ đó, mình học giỏi thì mình tự hào về cái đó thôi. Với khen học giỏi. Dạ. Giờ cái năm nào cũng được ảnh hưởng đó. Tập giỏi dạ. Là nói chung là mình học từ đó giờ là không có mua tập. Không mua tập, tập nhà trường khi mà tặng bằng khen, tặng giấy khen lại là có theo đúng không? Dạ. Ừ, nó học giỏi vậy. Trời vậy là mừng lắm rồi. Nghèo có... nghèo nhưng mà có ý chí vươn lên học giỏi. Chưa tới tuổi chạy xe. Dạ. Có mẹ dám chở, còn không có bạn á. Bạn đi học ngang chở đi học vậy đó. Thì à vậy là Thư đi học không có xe hả Thư? Không. Ờ. Xe này là không dám chạy. Xe đạp thì sao? Xe đạp thì xa quá, nhưng mà bạn nói thôi để tôi chở. Bạn ở dưới đường 41 nè. À. Cái ghé lên chở nó đi học vậy. À đường 41 là ngoài đầu đường này ha. Cứ dạ. Ra nhà vuốt vậy. Dạ. Nhiều lắm còn trong đây nữa. Đâu rồi còn trời trong đây. Trời ơi, giấy khen quá trời luôn. Từ năm lớp 1 học sinh giỏi. Nè cả nhà, à một, đây bác ở một lớp 1 tới giờ luôn á. À lớp này lớp 2. Còn cái nào Phạm Nguyễn Minh Thư học sinh giỏi luôn. Cô cầm mấy cô để con khoe giấy khen cho mọi người coi. Lớp này lớp lớp 5. Lớp nào cũng có. Lớp 5 là cũng học sinh giỏi luôn. Học sinh giỏi không à. Còn lớp 11 nữa lớp. Cái này là lớp 3 cũng học sinh giỏi luôn. Lớp lớp 5 học kỳ 1 cũng học sinh giỏi luôn. Trời ơi toàn giỏi không? Giỏi không à. Học sinh giỏi lớp 4 sinh giỏi. Con coi lớp nào. Lớp 2 học sinh giỏi. Cái này lớp lớp 1 cũng học sinh giỏi. Cũng cầm mấy không? Học giỏi không? Trời ơi toàn giấy khen không? À đây là lớp này là lớp mấy nhỉ? Lớp 7. Lớp 7 học sinh giỏi luôn. Giỏi luôn, nó học giỏi. Cũng cầm mấy cô. Lớp 1 cũng sinh giỏi cũng nói rồi hồi nãy. Lớp này là lớp 8. Lớp 8 giấy công nhận gì đó. Cháu ngoan Bắc Hồ gì đó. Giỏi luôn. Nó đạt luôn. Đạt danh hiệu. Coi cái mấy cái giấy khen. Đây là lớp 3 cũng sinh giỏi. Trời ơi. Có quá trời cái danh hiệu này á. Giấy chứng nhận mầm non. Cái giấy khen này coi. Lớp 6 cũng học sinh giỏi cả năm luôn. Quá giỏi luôn. Giấy khen. Lớp 6 học sinh tiên tiến học kỳ 1. Lớp 7 học sinh giỏi cả năm. Trời ơi cả năm mà sinh giỏi luôn. Quá trời luôn. Lớp 5 lớp 8 cũng học sinh giỏi. Vậy lớp 9, lớp 10, lớp 11 đâu nè, anh? Cái này là lớp 12 phải không Thư? À lớp 12 ai chứ? À, lúc này cô bệnh quá, năm này cô bệnh quá cái nó bị sụt xuống học sinh tiên tiến. Học sinh tiên tiến học kỳ 1 là vừa rồi á Thư hả? Đó. Ừ. Nó cũng ảnh hưởng. Lớp 12 mà học sinh tiên tiến à. Nó thêm một điểm nó là được học sinh giỏi đó. Dạ. Giấy trong sổ liên lạc mời họp đó có nửa điểm à. Đây con nửa điểm. Giỏi ghê ha. Mà nó còn mấy tờ giỏi nữa đâu, nó để đâu rồi. Thôi được coi anh coi cái quá trời luôn, coi chóng mặt luôn rồi. Được rồi, đưa trả lại cho em, cất cái tủ đi. Nó học sinh giỏi cái là năm nào về học sinh giỏi khoe mẹ là bắt đầu cha mẹ mừng lắm. Dạ. Giờ lãnh thưởng mãn năm không có tốn tiền mua sạch ta mua tập. Giờ còn sách vở là coi như mấy thằng anh á. Dạ. Mấy thằng anh nó học lớp trước. Giờ nó để nó cho em học. Anh con bằng gì đó. Dạ dạ. Giờ nó để cho em học vậy thôi. Mãn năm vậy thôi chứ không có làm gì á. Thôi vậy là rất là mừng rồi. Nó đi học. À ngồi đây anh nói chuyện nè. Còn cái giấy đó giấy học học sinh mấy lớp mấy? Dạ lớp 12. Lớp 12 cất đi. À thôi cố gắng mà học thôi. Cái giai đoạn này là rất là quan trọng á, mặc dù biết lo đúng cho rồi. Ba mẹ bệnh tật nhưng mà cái giai đoạn này là giai đoạn nước rút á, nếu mà sa sút mà lơ là cái là thua á. Bởi vì cô giàu dễ sợ, cô nói ước gì cô khỏe mạnh, con bé nó không có lo. Chứ nhiều khi nó bệnh nó giàu, mẹ bệnh cha bệnh rồi. Đầu óc nó học mà cứ điện ý lo cho cô với đi đó, chăm cô trong bệnh viện giống là như mình phận không có tiền, không biết mấy ngày nay không biết mẹ tới mười tay không biết mẹ lấy tiền đâu mẹ đi mẹ người ta hẹn mẹ rồi sao nó trời không biết con ơi giờ dạ. Tới đâu hay tới đó có hiếu à cô ha. Ừ. Thương cha thương mẹ thôi gắng mà học nha Thứ. Học sau này có công việc ổn định lo lại cho ba mẹ. Bây giờ là cái lớp 12 ngang đoàn này là rất là quan trọng á, nếu mà mình lơ là chút xíu là mình thua bàn liền à.
À, cô thì hôm nay con vô con thăm gia đình á, thì tìm hiểu xong rồi có gì con đăng trên cái kênh khám phá vùng quê của con đó. Thì có cái số tiền 2 triệu của bé Xuân Vi ở bên Mỹ á, gửi tặng cho cô để cô có tiền cô trang trải, cô lo thêm thuốc men. Trời ơi mừng quá. Dạ đây cảm con nha. 4 tờ cô ha, đủ dạ, ha cô ha. Cảm ơn quá trời ơi, đang lúc không có tiền mà đang giàu nó thôi, giờ đây giữ lại đừng coi. Tới đó đang mình tạm ứng vô bệnh viện. Dạ. Cô cảm ơn cái em bé đó ở bên Mỹ gửi về tặng. Cảm ơn em ở bên Mỹ á. Dạ. Giúp đỡ cho cô đi rồi. Của bé Xuân Vi đó cô. Của bé Xuân Vi á. Cảm ơn bé Xuân Vi nha. Rồi. Dạ. Rồi cô cũng cảm ơn em trong cái đội hỗ trợ để dạ cái này con làm có mình à, có đùi này hết rồi. Dạ dạ là con là cái cầu nối vậy, người ta biết cái hoàn cảnh cô thì người ta gửi về người ta tặng vậy đó. Chứ cái này cũng phải là của con, nói chung là cũng cảm ơn em, cũng nhờ em mới cô mới có được cái số tiền này của các mạnh thường quân giúp đỡ cho cô. Dạ thì thôi cô cố gắng ha. Dạ rồi dặn thư đó vậy đó nha, cố gắng học nha. Mình gia đình mình khó khăn nhưng mà mình học giỏi là mọi người rất là thương. Chứ còn đừng có ham chơi. 5 giờ đi học về là 5 giờ. Ngang cái đoàn này cái giờ bắt đầu biết sao không? Xắp xe Honda, chở mẹ cầm với số. Ở đây tới đó ngừng đi con. Mẹ vô đó mày bán chút rồi mẹ ra, bán phụ cha để sáng. Cha bán 120 tờ cha mệt lắm. Dạ. Tại vì ổng đi chỉ có từ sáng cho tới 10 giờ 11 giờ là bữa ấy. Dạ. Chứ còn nắng này mà đi ra vội là chiều bệnh. Dạ. Ổng cũng uống thuốc mãn năm luôn. Rồi, dạ vậy thôi con chào cô chú ha. Cô chú cũng cảm ơn con rồi, chào con. Dạ. Dạ. Đây là cả nhà, đây là cái phòng trò của cô chú. Ở Tôn không à. Con ngồi chút xíu mà nóng rồi này, giờ rất là nóng luôn. Nóng lắm. Nóng. Nhưng mà cô mới sửa hồi năm rồi đó. Chứ mấy lúc trước cô vô con vô còn sập sệ, nước đổ mưa tạt. Dạ. Ơi. Cái này là chắc mưa nó tạt đó cô ha, phía sau này nè. Thôi, em biết hả? Cất cái nhà này cái mấy cái ông bạn của ổng mà mua giấy số á, dạ. Làm hộ chung rồi đó. Dạ. Chạy qua cất tình thương không có tốn cất nào. Dạ, tốn ngàn nào hết. Tôn này người ta cho hả? Tôn này của chủ nhà. Dạ. Còn hồi đó còn cái xin lỗi. Chấp vá không nè. Thôi. Dạ, con coi phía sau cái được không cô? Đi, dạ. Đi. Đây. Con phía sau cái nhà. Chứ không có gì nhưng mà nó đúng gọn gàng. Dạ, gọn gàng sạch sẽ, nhà có con gái mà. Cha nó kỹ lưỡng mẹ, con kỹ lưỡng. Đó về trong đây của đất ba nè. Cơm với cá khô vậy đó. Nó ăn. Dạ. Cá đó là của thằng em ở dưới quê á. Dạ. Hồi Tết nó đi bắt cá phi. Vậy thôi được rồi, con ghé con thăm cô vậy, con chào cô ha. Dạ. Rồi chào cả nhà. Cảm ơn con. Dạ.